Ok, bây giờ thì mình có cái này. Cái này mình biến chế ha. Mình là bỏ một cái bearing mới vào trong đây. Để một cái bearing mới trong này ha. Ok. Cái đĩa này là cái máy snapper thì nó nằm ở đây. Thì cái tensioner nó nằm ở đây, tensioner nó nằm ở đây. Thì cái bearing ở trong đây nó bị bẻ ha. Cái này thì nó hơi hơi khó quay bởi vì trời nó cũng ban đêm mà. Cái này là cái pulley thì nó như vậy. Thì đây mình mới chế, mình cắt ra để mình lấy cái bearing ra, thì mình cắt cái này ra để mình bẻ nó lên ha, mình bẻ nó lên. Ok, thì đây là cách thức để mình chế. Thì đây là cái máy này thì cái dây beo này, nó gọi là tensioner, cái này nó gọi là tensioner. Dạ, đây nó là một cái, cũng là cái máy snap. Cái này nó chế hơi hơi dở chút xíu. Thì cái này nó cái đời nó mới, nó gọi là late model. Thì nó cái đời nó cũ, cái đời cũ thì nó khác. Dạ vâng, đời cũ thì nó khác ha. Thì đây là một cái máy snap, cái này Ninja. Nhưng mà mình chế cái tensioner này, nó thuộc về commercial nên là mình cần phải chế. Thì nó mua cũng mắc tiền lắm, khoảng chừng hai mấy đồng cần một cái này không. Ok, dạ thì đây nó là còn một cái máy snapper này thì nó cũng đã cũ rồi, nhưng mà mình thích dùng cái cũ này. Thích dùng cái cũ này là bởi vì cái tuy là nó cũ nhưng mà nó rất là chắc. Không biết là sao mà cái sắt này nó chế rất là chắc, là khoảng cái chừng mình xài cũng chừng 5 năm rồi mà nó vẫn chưa có sét. Còn mấy cái máy khác thì nó đã sét rồi ha. Nó sét cái này nè, cái body của nó, cái body của nó. Thì đây là cái này nó cũng cũ rồi. Mình có cái vừa lúc nãy mình vừa mới nói với bạn đó, thì cái đó thì mình chế một cái ống nó lên như vậy đó, thì để cho mình bagging, nghĩa là mình cho nó vô trong cái cắt cỏ, nó vô trong cái bịch ha, nó bịch rồi bỏ trong cái bao nhiêu lông. Thì mình tháo cái này ra thì mình bắt một cái ống nó lên, thì cái đó nó là cái gọi là bagging. Còn cái này thì là nó gọi là mulching play. Thì bây giờ cái như lúc nãy mình chỉ đó là cái này là nó chắc hơn, là bởi vì cái này nó cũ ha, cái đời này nó cũ và nó cũng là chế cho commercial đó, nên thì nó rất là chắc hơn. Ok, thì bây giờ mình bỏ cái này nó vô trong đây, bỏ cái này nó vô trong trong đây nè. Ok, thì mình bỏ cái dây beo này vô. Còn là cái dạ đây là cái tensioner cũ của nó đây. Thì cái inner bearing gọi là cái phía trong đó, thì nó nằm ở đây, mình chưa có ép nó ra. Nếu mà cần thì mình cắt cắt ngang như vậy, xong rồi mình để 180 độ mà cắt ngang như vậy thì nó tự động nó mở ra, nó rớt xuống dưới. Ok, thì bây giờ mình có những cái bearing như vậy thì mình chế nó vô. Như cái này nó thì cái bearing đây, thì nhưng mà cái trong này thì nó hơi to. Đây là cũng hai cái bearing này, nó khác nhau lắm ha. Cái bearing này nó chắc, thì nó nhiều loại bearing lắm, nhiều cái lỗ trong này thì nó to hơn, cái lỗ này nhỏ hơn. Thì đây nó cũng là một cái pulley, khi mình ép nó vô thì nó bị bể như vậy. Thì cái này nó bằng mũ ha, bằng mũ, đồng thời thì nó bị cứng đó, rồi nó chạy cái dây beo nó khuyết ở đây. Thì cái này với lại cái này nó vừa với nhau luôn. Các bạn thấy đây thì nó cũng vừa với nhau luôn. Thì cái này đó là nó ở trong cái này, cái pulley này, nếu mà nó không bị hư bearing đó, thì mình cũng có thể xài cho cái này, là bởi vì cái nó bằng nhau lắm. Nhưng mà cái này thì nó cho cái Hyundai là cái của Đại Hàn thì phải, nó bán ở chợ Home Depot. Ok, nếu mà cái này mà nó không work thì mình có thể chế cái này, nhưng mà mình mua ở ngoài, mua cái mới cũng được, nhưng mà cái mới thì phải order, tại bởi vì nó không có bán nữa. Thì cái bearing này đó, thì một bên đó thì tại cái bearing nó mỏng, mình modify thì mình sẽ bỏ
cái mép này ở phía dưới, mình sẽ lộn cái này xuống dưới lại, ok, để cho nó bằng, miễn là cái dây beo nó tensioner, nghĩa là nó đừng có làm cho cái dây beo này nó trùng thôi, à nó trùng trùng thôi, thì nó không cần phải gọi là rất là chắc lắm, ok. Và đây mình cũng phải order cái bánh chớn này, mình thấy là ở chỗ này nó mòn ha, chỗ này nó mòn sát vô, chỗ này nó không có mòn bởi vì nó nhảy cả tưng á, à, thì nó không có mòn chỗ này và nó cũng không có mòn chỗ này, nhưng mà nó mòn chỗ này thì nó nhảy cả tưng nên nó mòn cái chỗ này chứ. Nhưng mình thấy đây thì nó khác lắm, mình đi một vòng thì đây ngay chỗ này đâu thấy nó khác không, tại vì nó mòn ít á, thì mình phải mua một cái beo này thì cái nó gọi donut ha, donut rubber gì đó, xong rồi mình bỏ nó vô, xong rồi mình canh làm sao cho nó đều. Dạ, nhưng như hồi đó là nó bị mất một cái con ốc này nên nó chạy không được đều. Ok, bây giờ thì nó như thế này, à, như mình đang thấy đây thì mình sẽ bỏ nó vào đây. Thì ở dưới này nó có một cái ô vuông vuông ha, vuông vuông, thì bây giờ mình bỏ cái này nó vô đây rồi, thì mình bỏ nó vô trong đây như vậy. Thì ở trong đây, ở dưới này nó có cái ô vuông, có cái ô vuông thì nó vô trong cái khớp đó, thì khi mà mình vặn con ốc vào trong đây thì nó mình không có cần phải giữ, là bởi vì không có cái đầu nào để giữ mấy bên này. Ok, mình sẽ lừa nó vô trong đó, rồi xong rồi mình sẽ lấy cái lò xo mình bắt nó vô sau. Dạ, ở dưới này thì nó có một cái rãnh như thế này để mình bỏ cái tô vít dẹp cho nó, để mình giữ lại, xong rồi vặn cái con ốc vô. Thì bây giờ như thế này là mình vặn cái con ốc này vô như vậy. Thì hiện tại bây giờ thì mình dùng cái con ốc cũ đi, bởi vì cái con ốc này là cái răng của nó là millimeter nhá, nó là millimeter. Thì nhiều khi mình làm như thế này thì mình làm một tay đó hơi khó. Bây giờ mình vặn nó vô như vậy, hoặc là mình siết nó vô nha. Đó, bây giờ mình bỏ lại. Thì cái này, cái pulley này nó phải nằm ở bên ngoài như vậy. Khi mà mình bỏ cái lò xo nó vô trong dưới này đó, có một cái lò xo ở đây. Thì khi mình bỏ cái lò xo này vô, khi mình bỏ cái lò xo này vô thì nó sẽ căng ra ha. Ok. Dạ, như đây đó thì mình siết nó vô rồi. Đây mình, tại vì nó có cái vuông ở mé trên đó, mình siết nó vô. Nếu mà cần thiết thì mình sẽ bỏ cái tô vít vào đây ha. Ok. Dạ, thì bây giờ là tới cái phiên là mình bỏ cái lò xo này vô đây, thì mình phải dùng một cái kìm. Ok, dùng cái kìm như thế này. Mình phải dùng một cái kìm như thế này này. Rồi mình lò nó dưới này, mình kéo, mình bỏ nó vào trong cái khớp này. Thì cái này nó là cái tensioner đó, tensioner đó. Nhưng mà mình đẩy cái này, mình đẩy cái này về hướng trước thì cái tensioner nó đi ha. Ok. Ok, bây giờ bỏ cái lò xo này vô đó thì nó phải có một cái technique ha. Technique. Thì bây giờ mình luồn cái dây đồng vô đây. Bây giờ mình thấy nó nhúc nhích cái này ha. Ok, bây giờ mình đi vào cái mép bên này, thì bây giờ mình kéo nó vào đây đó, kéo nó vào đây nó vô như vậy. Ok, xong rồi mình lấy cái dây đồng này ra, rồi mình cắt cái sợi dây đồng đi. Nếu mà cần quá mình cắt cái sợi dây đồng đi, thì nó là như vậy. Thì đó là xong. Thì cái mép bên này thì cái lò xo của nó nằm ở dưới này, không biết là có thể thấy được hay không, thì nó nằm ở dưới này ha, nó nằm ở dưới này nè. Ok, cái tay của mình nó nằm ở dưới này, để nó nằm ở dưới này. Thì bây giờ mình modify thì cái này nè. Cái này thì mình cắt nó ha, mình cắt xong mình mở nó ra, mình bỏ cái bearing mới vô, thì mình thay được cái bearing.
Thì nếu mà cái nhựa lúc này mình chỉ đó thì mình có thể cũng dùng được cái đó nha. Dùng được nó, nếu mà mình mua được cái nhựa đó, nó có thể bền hơn. Nhưng bằng sắt này có thể bền hơn lâu hơn. Thì cái nhựa nó cũng có thể bền hơn nếu mà mình mua được một cái đó cũng được. Miễn nó là mình có, mình xài được. Có lẽ là giá tiền chắc mình cũng không có thành vấn đề lắm. Nhưng mà đây là mình chỉ cho bạn một cách thức là mình có thể cứu vãn được một cái thời gian mà mình phải order rồi chạy xe xa rồi trong lúc mình gặp khó khăn đó, thì mình có thể làm cách này để mình có thể tiết kiệm một số tiền cho gia đình cũng được. Nhưng mà đúng ra thì mình nên mua cái mới, bởi vì cái mới đó họ không có giữ trong cái stock nữa, là bởi vì những cái máy như vậy đó thì họ chế nó bằng nhựa rồi, bằng nhựa và nó chạy bằng pin rồi, thì nó rất là bén. Nhưng mà cái đặc biệt là cái loại snapper này đó, thì nó leo lên dốc được nha, leo dốc hoặc là cỏ nó cao đó, mà trời ướt đó, như cái cỏ San Agustin đó, thì nó sẽ phóng lên cao lắm. Thì cái loại snapper này nó được một cái nó là như thế này, là cái lưỡi cắt của nó gọi là mountain clay, thì nó là hai lưỡi như bạn đang thấy đây, thì nó là hai lưỡi, thì nó cắt rất là nhuyễn và nó thành phân luôn. Đó lý do mình xài cái này là như vậy, là bởi vì mình sẽ không xài cái backing, nghĩa là mình không xài một cái ống ở bên này, là nó chạy đứng luôn này như cái máy lúc nãy. Để mình trở lại cái máy lúc nãy nhá. Dạ thì mình có cái cũ và có cái mới để mình thay phiên. Mình không hẳn là mình sẽ chỉ bạn sửa toàn là máy cũ không, nhưng mà mình cũng có xài máy nó khá mới hơn chút xíu. Thì đây là một cái trong cái máy khá mới. Thì đây là backing đây này, cái ống này bằng nhựa, nó để mình bỏ trong cái bịch đó. Nếu người nào xài cái này thì mình biết là đây là backing. Cái ống thì mình giải thích là cái ống nó như thế này. Thì đó, thì khi mình cắt thì nó lên như vậy. Thì cái máy này nó của Mỹ nó chế, tuy là cơ số là nó cao, nhưng mà mình cũng xài được, không sao hết. Cái máy này cao, càng nó càng cao càng tốt, nhưng mà tội cái là khi mà nó cao mà nó nặng quá thì nó cái cỏ nó lún xuống, mình cắt không có được đều. Khi mà 1 2 3 ngày thì cái đường bánh xe của nó đi thì bắt đầu nó nổi lên lại, thì mình cắt overlap, nghĩa là mình để chừa khoảng 2 inch 3 inch gì đó, xong mình cắt mé trong chút xíu. Như cái này đó thì mình không có dùng cái control nữa, bởi vì nó giật quá, với lại cái này là mình phải chế, là bởi vì nó cứ nhảy lên nhảy xuống đó, thì cái này thì nó cái bánh chớ này nè, bánh chớ này mình phải mua, thì nó gọi là cái đô nó đó, rubber, thì mình sẽ chế vô đấy. Ok, vậy thì xin chúc các bạn bình an nhé, xin chào các bạn, xin các bạn. Dạ, như đây thì mình đã xong rồi, thì xin chúc các bạn bình an. Đây là một cách mình chế cái bearing mới ha, mình khỏi phải mua. Thì cái nếu mà cần thiết thì mình lấy cái bearing ở cái máy, mấy cái pulley như vậy, là ở cái máy đó mình bỏ sang bên này ha, máy mình vừa chỉ đó. Thì đây mình đang đợi mua một cái bánh chớn, mình có thể bỏ cái bánh chớn ở đây để mình xài cái máy này cũng được luôn. Có thể ngày mai mình làm.